Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Vườn Hạ Ngâu. Những người nông dân giống như anh chị em mình, ai cũng ao ước trồng cái cây đậu rồng. Tại vì cái dàn đậu rồng nhìn đẹp, cái hoa nó rất là đẹp, màu lavender. Và cái trái nhìn lạ mắt, ăn giòn, ngon và lại rất là giàu chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thì cái loại đậu rồng mà mình trồng hôm nay chính là đậu rồng xuất xứ từ Nhật Bản, Eurasian. Mình sẽ chiếu cho các bạn xem cũng như là mình sẽ đi thu hoạch cùng với các bạn ha. Khi mà nói về giá trị dinh dưỡng của đậu rồng đó các bạn, thì một trong những cái điểm mà mình thấy là nổi bật đó là đậu rồng nó có tới 12% là chất đạm. Khi nói đến chất đạm thì các anh chị và các bạn thường thường mình hay nghĩ đến những cái miếng thịt thơm ngon phải không? Đó là chất đạm. Nhưng mà thật ra cái chất đạm mà gốc thực vật mới là cái chất đạm tốt nhất cho cơ thể của mình. Ngoài chất đạm ra thì đậu rồng còn có nhiều chất béo folate tới 16%. Đây là dạng vitamin nhóm B giúp tăng trưởng tế bào và tạo ra DNA mang thông tin di truyền. Cơ thể mà thiếu hụt chất folate là một trong những nguyên nhân chính gây thiếu máu. Đậu rồng còn có hàm lượng vitamin C cao đến tới 30% luôn đó các bạn. Vitamin C là một trong nhiều chất tham gia hệ thống phòng thủ chống oxy hóa của cơ thể, tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Đậu rồng còn có giàu chất sắt. Thì chất sắt như các bạn biết rồi đó, nó là loại khoáng chất chủ yếu tham gia vào quá trình tạo ra hồng huyết cầu cho cơ thể. Đậu rồng còn có nhiều chất manganese, đây là một khoáng chất quan trọng giúp phát triển xương và cơ và giúp ổn định hệ thần kinh. Vậy nên loại đậu này không những nhìn trên dàn hấp dẫn mà ăn lại ngon và thực sự bổ dưỡng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nói về cái cây đậu rồng đặc biệt này nha các bạn. Thì Hậu biết đó là cái anh chủ của cái tiệm rareseeds.com, tức là một cái công ty bán hạt giống á, thì anh nói á, là một trong những cái vấn đề của đậu rồng mà trồng ở Mỹ á, thì là nó ra hoa và ra trái trễ quá. Cho nên khi mà gần đến mùa đông á, thì một số cái loại đậu rồng mới ra trái. Và như vậy thì khi mà mùa đông nó ập đến á, thì người nông dân trồng cả mùa mà không được thu hoạch. Cho nên anh ấy mới đi tìm hiểu trên thế giới xem coi có loại đậu rồng nào mà được thu hoạch sớm hơn không. Thì cuối cùng kiếm thấy loại đậu rồng Nhật nhưng mà kiếm thấy bên Thái Lan. Và từ lúc đó là anh ấy bắt đầu mang cái giống này về Mỹ. Thì anh mới nhận ra là cái đậu rồng này đầu tháng 8 nó đã có trái rồi các bạn. Mà cái mà anh nói trên mạng để mà bán nó rất là chính xác. Tại vì khi vừa sau mùa đông bắt đầu mùa xuân á, thì mình bỏ cái hạt này xuống đất là đầu tháng 4. Và đúng như anh ấy nói là đầu tháng 8 là mình bắt đầu được thu hoạch. Mà trồng cái đậu rồng này á các bạn, là nó thực sự, nó thử cái sự kiên nhẫn của người trồng nha các bạn. Tức là 1-2 tháng đầu á, mình nhìn thấy cái cây đậu rồng của mình nó lên rất là buồn luôn. Nó lên chỉ một cái cọng nhỏ xíu và rất là yếu ớt. Nhìn không có gì hấp dẫn hết cả. Nhưng mà nếu mà các bạn kiên nhẫn á, nếu mà các bạn chuẩn bị đất tốt, giống như trong một cái video mà mình đã chia sẻ về trộn đất trên cái YouTube channel của mình á, hy vọng các bạn xem lại nếu mà các bạn muốn trồng đậu rồng này. Thì khi mà mình có đất tốt như vậy, khi mà mình có nắng, tại vì các bạn nhớ không, người ta lấy giống xuất xứ từ Nhật Bản, cho nên chỗ đó là gần đường quỹ đạo. Bởi vậy cho nên cái cây đậu rồng này á, nắng nóng rất là thích hợp cho nó. Cho nên khi mà mình trồng xuống đất sau khoảng chừng 2 tháng, cũng vẫn còn nhỏ thôi, 2 tháng mình nhớ là nó chỉ có cao cỡ này thôi các bạn. Nhưng mà từ khi mà nó 3 tháng mà nó lên khoảng chừng 1 mét á, là từ 1 mét trở lên là nó lớn rất là nhanh nha các bạn. Nó lớn cái tốc độ mình phải nói là ngạc nhiên luôn á. Thế nên các bạn nếu mà kiên nhẫn á, thì sẽ trồng được cái cây đậu rồng này. Và sau khoảng chừng 4 tháng là đầu tháng 8 là mình bắt đầu được hái quả. Và khi mà hái quả thì thích lắm các bạn. Nhìn những cái trái đậu rồng rất là đẹp. Mình hái nhìn trên dàn đã đẹp rồi. Mà hái xuống nó là một cái ngày vui. Cho nên bây giờ mình bắt đầu mình đi hái rồi, mình cùng lúc đó đó, mình sẽ chia sẻ cái video với các bạn nha. Bây giờ mình đi hái đậu nha các bạn. Thì cái đậu này đó, người châu Á mình thì gọi là đậu rồng. Còn người Tây Phương thì gọi là wing bean, tức là đậu có cánh.
Cho nên cho dù nó là đậu rồng hay là đậu có cánh thì nó cũng là một cái tên lạ. Và đúng là nhìn cái trái nó lạ đúng không các bạn? Nhìn nó giống như là một phần của con rồng châu Á mình vậy đó. Mà người ta nói là như các bạn cũng thấy đó, khi cắt ra đó thì nhìn nó lại giống như những cái ngôi sao. Nhìn rất là ngộ nghĩnh, đẹp. Cho nên bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi cắt các bạn nha. Các bạn thấy cái chậu này không? Sáng sớm nay mình mang cái chậu này ra, mình nghĩ trong đầu là có lẽ mình chỉ hái được một cái chậu này thôi. Nhưng mà thực sự là mình mới có hái một cái hốc mà nó đầy cái chậu này luôn này cả nhà. Cho nên mình vui quá. Bây giờ mình sẽ để cái chậu này xuống rồi mình cắt tiếp. Và mình sẽ phải kiếm một cái gì đó khác để mà mình đựng thêm đậu rồng nha các bạn. Các bạn thấy không? Khi mà một ngày thu hoạch mà trúng mùa như thế này á, nó là một cái ngày rất là vui luôn đó cả nhà. Cái chậu của mình đầy ngắt luôn rồi cả nhà ơi. Cho nên bây giờ mình mang ra thêm cái nắp thùng giấy này để cắt tiếp nha mọi người. Các bạn thấy cây vả này không, hoặc là cây sung này đó, nó tên là Ron de Bordeaux, tức là sung tròn miền Nam nước Pháp. Thì cây sung này mình tưởng nó chết, nhưng mà không ngờ đó, khi mà cái gốc nó mát vì có cái dàn đậu này, thì những cái cành sung mới từ gốc nó lại mọc lên. Và cái cây đậu cũng như là cây sung nó mọc quyện vào nhau, nó làm bạn với nhau, nhìn dễ thương các bạn ha. Mình vừa hái xong đậu rồng này các bạn. Thì mình ngừng lại đây để nói với các bạn là hồi đầu tháng 4 đó, mình chỉ có bỏ xuống đất có 25 cái hạt đậu rồng thôi. Mà vì có nắng cũng như là đất tốt, mà ngày hôm nay là sau khoảng chừng hơn 4 tháng một chút, thì từ 25 hạt mà mình hái được bằng nay nè các bạn. Thế cho nên là làm nông dân nó vui lắm nha các bạn. Nó thật là vui luôn á. Những cái ngày thu hoạch như thế này nè, luôn luôn làm cho mình mỉm cười. Không những là mình có cái đồ ăn tốt cho gia đình, mà nhiều như thế này là mình có cơ hội để chia sẻ nữa đó các bạn. Vậy xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của mình. Hy vọng các bạn cho mình một cái like, nhớ đăng ký subscribe, cũng như là liên kết với mình ở trên Facebook Vườn Hạ Ngâu. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.